Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ công bố xuất khẩu lô gạo đầu tiên trong năm 2021. Lô hàng gạo đầu năm 2021 của Việt Nam đi một số các quốc gia như Malaysia, Singapore, thị trường thuộc nhóm 10 quốc gia có kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam, đang được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho thị trường gạo của nước ta trong năm nay. Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An Cần Thơ sẽ xuất khẩu 300-400 tấn gạo sang Malaysia và Singapore, với hai loại gạo thơm là Jasmine 85 với giá là 680 đô la Mỹ một tấn và gạo Hương Lai có giá là 750 đô la Mỹ một tấn. Đây là số lượng gạo xuất theo hợp đồng xuất khẩu đầu năm trong tổng lượng hàng đã ký kết với khách hàng Malaysia là 1.150 tấn, Singapore là 450 tấn và Đức là 3.000 tấn. Hiện nay, thị trường gạo trên thế giới đã mở ra nhiều cơ hội thuận lợi, giá chào bán tốt, khách hàng từ thị trường EU đến đàm phán đặt hàng càng nhiều. Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa tích cực ngay sau khi chúng ta ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP vào ngày 15 tháng 11 năm 2020, bao gồm 10 quốc gia thành viên ASEAN và 5 quốc gia mà ASEAN đã ký Hiệp định Thương mại Tự do. Vâng, thưa quý vị, năm 2020 vừa qua thì mặt hàng gạo được xem là điểm sáng trong các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm qua đạt 6,15 triệu tấn với giá trị ước đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ, tức là nó tăng 9,3% về giá trị, mặc dù khối lượng gạo xuất khẩu đã giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong năm 2020, giá trị kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng cao, dù số lượng gạo xuất khẩu đi nước ngoài giảm. Theo các chuyên gia, có 3 nguyên nhân khiến gạo Việt Nam có bước phát triển tăng cao như hiện nay. Thứ nhất, đề án tái cơ cấu nông nghiệp của chính phủ, trong đó tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo được triển khai mạnh mẽ, đã làm thay đổi quy trình canh tác lúa theo hướng nâng cao chất lượng thay vì tăng sản lượng. Thứ hai, những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại với nhiều quốc gia mang tầm chiến lược như CPTPP, EVFTA, gần đây là RCEP và với Anh Quốc đã tạo điều kiện cho gạo Việt bứt phá. Thứ ba, năm 2020, tình hình dịch COVID-19 làm suy giảm nhiều ngành nghề, nhưng nhu cầu về lương thực không giảm mà còn tăng. Đây cũng là nguyên nhân khách hàng vẫn cần mua gạo Việt Nam. Cũng xin được nhấn mạnh rằng hàng năm Việt Nam xuất khẩu từ trên 6 đến 7 triệu tấn gạo đến hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý 1 của năm 2021 vẫn tốt khi mà các thị trường xuất khẩu chính của nước ta như là Philippines, Châu Phi tiếp tục ký hợp đồng mua gạo của Việt Nam. Thị trường gạo châu Á bắt đầu nóng trở lại khi mà hàng loạt khách hàng rất tiềm năng đang ráo riết mua vào, trong đó phải kể đến như là Trung Quốc, Bangladesh hay là Philippines để dự trữ. Gạo Việt có những thuận lợi khó khăn ra sao trong năm 2021 này và người nông dân cần phải làm gì để tiếp tục nâng cao giá trị của hạt gạo Việt? Mời quý vị cùng đến với phần bình luận của vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay, đó chính là sự có mặt của ông Trần Xuân Định, là nguyên phó cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin được cảm ơn ông đã đến trường quay của chúng tôi. Thưa ông, trước việc lô gạo đầu tiên của năm 2021 được xuất khẩu tại thành phố Cần Thơ trong sáng nay, ông nhận định như thế nào về tình hình xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam trong năm nay ạ? Nhận định chung của cái thị trường lúa gạo năm nay thì có thể nói rằng là 2021 thì cái thị trường lúa gạo Việt Nam chúng ta lại có một cái cơ hội mới nữa, và cái đánh giá rất là khả quan rằng là cái giá trị xuất khẩu cũng như là các cái thị trường mới tiếp tục được mở ra thì nó mở ra một cái cơ hội tốt hơn cho gạo Việt Nam, và cái năng lực sản xuất cũng như là cái khả năng cung ứng được và đáp ứng được cái tiêu chuẩn để xuất khẩu. Thì chúng ta cũng biết rằng là Việt Nam thì chúng ta đã thực hiện rất là tốt cái tái cơ cấu cái ngành hàng lúa gạo, trong tái cơ cấu ngành hàng nông nghiệp nói chung. Cho nên là đặc biệt là các cái loại gạo mà có giá trị cao, đặc biệt là cái nhóm gạo thơm thì đã gia tăng trong cái cơ cấu rất là lớn. Và hiện tại thì nó chiếm tới khoảng 80% cái lượng gạo xuất khẩu đi của chúng ta. Và cái giá gạo của chúng ta thì hiện tại là cũng chưa có cái thời kỳ nào mà nó đạt được cái giá cao như năm 2020. Và dự báo là 2021 thì chúng ta vẫn duy trì tốt được cái giá gạo như thế. Tức là khoảng trên 500 đô một tấn. Như ông chia sẻ là trong năm vừa qua thì rõ ràng là gạo thơm vẫn chiếm một cái tỷ lệ rất là cao trong cái việc xuất khẩu gạo của Việt Nam, lên đến 80%. Vậy thì trong năm mới 2021 này, bên cạnh gạo thơm thì chúng ta cần tập trung vào những cái phân khúc gạo nào khác để thúc đẩy thị trường xuất khẩu của Việt Nam không ạ? Vâng, rõ ràng rằng là Việt Nam phải tận dụng tối đa những cái cơ hội này, vì chúng ta đã ký một loạt những cái hiệp định FTA. Cho nên là cái cơ hội cho chúng ta mở rộng những cái loại gạo mà có chất lượng cao, và đặc biệt các cái loại gạo mà đảm bảo được an toàn thực phẩm, những cái loại gạo chứa vi chất nữa.
Những cái nhóm gạo mà chúng tôi khuyến cáo với bà con nông dân ấy, thì ngoài cái việc mà nhóm gạo thơm chúng ta đã chuyển đổi rất là tốt trong 1-2 năm trở lại đây, thì nó còn một cái nhóm gạo nữa mà chúng ta cũng tận dụng được rất tốt cái cơ hội để xuất khẩu đi đáp ứng cái nhu cầu của các nước mà trong cái khối Đông Nam châu Á, đó là gạo nếp. Và cái loại gạo thứ hai đó là gạo Japonica. Và hiện tại thì các quốc gia, những thị trường ngách nó rất là hẹp thôi nhưng mà giá trị cũng rất là cao, đó là một số những cái loại gạo màu, gạo có chứa những vi chất dầu omega 369 rồi magie hoặc sắt. Đấy là những cái mà chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng được cái cơ hội đấy để đưa cái gạo của Việt Nam tham gia vào cái thị trường nó phong phú hơn. Vâng ạ, như ông chia sẻ là chúng ta đã tham gia vào rất nhiều những cái hiệp định thương mại tự do trong năm vừa qua, và điều này nó tạo cái tiền đề rất lớn cho Việt Nam xuất khẩu gạo. Vậy thì để giữ được cái vị thế của hạt gạo Việt Nam khi mà chúng ta ký kết những cái hiệp định này, thì bản thân những người nông dân của chúng ta cần phải sản xuất canh tác như thế nào để có thể là nâng tầm cái vị thế của hạt gạo Việt Nam trong thời gian tới nữa ạ? Vâng, trước hết thì nông dân chúng ta cũng biết rằng là cái khu vực xuất khẩu gạo trọng điểm của Việt Nam thì đó là đồng bằng sông Cửu Long, và chúng ta thì cũng phải xác định rằng chúng ta đang đối mặt với này cái biến đổi khí hậu. Năm nay thì cái dự báo mặn cũng sẽ tiếp tục xâm nhập, nhưng mà chúng ta cũng đã có những kinh nghiệm trong cái công tác chỉ đạo là chúng ta lé được mặn. Và hiện tại thì vụ đông xuân đến thời điểm này thì đã có một số những cái địa phương nó xuống cái đông xuân sớm thì đã bắt đầu vào thu hoạch và năng suất lúa cũng khá là cao, thì cái đấy cũng mở ra được cái mà cho nông dân rất là phấn khởi về cái vừa là được mùa vừa là trúng giá nữa. Để mà chúng ta đảm bảo được thì cùng với lại nhà nước phải tăng cường cái việc mà chúng ta quảng bá cái gạo Việt Nam, và phải làm sao đấy để đưa những cái lô gạo mà bắt đầu có được cái thương hiệu gạo Việt Nam, vì chúng ta cũng đã có cái nhãn hiệu Việt Nam Rice, tức là gạo Việt Nam rồi, và ban hành một loạt những cái tiêu chuẩn Việt Nam về gạo trắng 5%, 10%, 15%, như rồi gạo thơm vân vân. Và đối với người nông dân thì ở đây chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh rằng là trong cái tổ chức sản xuất thì chúng ta phải hết sức quan tâm tới cái việc mà chúng ta phải liên kết lại. Liên kết lại và liên kết với doanh nghiệp. Doanh nghiệp có được cái đầu ra, có được cái hợp đồng đã ký rồi, thì cái khi mà thu mua đến cái mùa thu hoạch thì sản phẩm có thể được thu mua, được chế biến. Thứ hai nữa là có doanh nghiệp tham gia vào đấy thì cái việc mà cái giống cung cấp cái giống gốc nó đảm bảo được cái độ thuần, được độ đồng nhất, chứ nó không nhộm nhoạm là trong cái chuyện nếu như mà để cho cái thị trường tự do rồi mua của thương lái linh tinh thì có thể là có những cái chuyện là trộn lẫn gạo nọ gạo kia thì nó cũng làm mất cái uy tín đi. Và thứ hai nữa là khi mà tổ chức như vậy thì nông dân phải chú ý tới những cái khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, và đặc biệt là phải sản xuất để đảm bảo được truy xuất được nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Trần Xuân Định, và hy vọng là hạt gạo của Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới trong năm mới 2021 này. Vâng, tôi